Hello, come back to my channel Stars Game Dragon. Và các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha, Forest Monster. Cánh cửa ở đây đã bị đóng rồi. Ở đây là chiếc xe của mình. Bây giờ thì mình sẽ đi vào sâu sâu và làm nhiệm vụ theo tựa game này. Đó là đi tìm một chiếc camera. Bước chân của Siren Hill. Bộ ảnh chụp gần kề với Siren Hill, chụp chính diện. Ok, đó thì mình sẽ chạy thật nhanh. Khi chụp ba bức ảnh thì lúc đó mình sẽ vào căn nhà bị đổ lát này, dọc nó ra để cánh cửa mở ra. So let's go. Rồi, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ hai, Slenderella 2D. Thank you.
2475. Ở đây thì các bạn sẽ đi được chiếc cầu thang máy này và xuống tầng hầm của ngôi nhà này. Đứt dây cáp luôn. Wow. Một căn nhà khá là cổ. Trong này có một cô gái và bây giờ thì mình sẽ nói chuyện với cô ta và cuối cùng thì mình dắt cô ta thoát khỏi ngôi nhà ma này. Are you okay? Who are you? Cô ta tên là Alika. Okay, I help you. Follow me. Tôi sẽ giúp cô. Cô đi theo tôi.
thoát được khỏi đây. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, Grandi. Chateau One. One đây. Đây không có gì. Ok. Marcos.
Oh my god. Oh my god, bị ngã rộng luôn. Chưa đây. Và đây là chiếc khóa cuối cùng để các bạn thoát khỏi ngôi nhà của bà Granny. Okay. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ tư, Scary Teach cho bà đây. Ice looks frozen over. Let's check. Perfect. It's going to be a good skating session. Let's go. La 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 la
So far, we don't mean to change on the good detail. Senorita, so school. Trên này nó đóng và bây giờ thì mình phải kiếm một món đồ nữa, sau đó lắp 8 món đồ này vào. Lúc đó thì nguồn điện ở trên tầng 3 sẽ mở ra và cánh cửa nó tự nhiên sẽ mở ra. Sau đó thì mình sẽ lên trên nó và đặt con gấu bông này vào một cái bàn. Thank you.
So I've already done my research and sound like a detail. But I need chapter 2. Oh my gosh, chúng ta thì phải chạy đó. Ok, chúng ta ra đây. You are.
Rồi mình đã bòn đủ tất cả món đồ. Và bây giờ thì mình sẽ tẩu thoát bằng một chiếc máy bay. Còn thiếu một món đồ nữa thôi, nên trên này tìm tiếp xem có không. Đó là một chiếc cần gạt để khởi động máy bay. Có thể ở đây hoặc có thể ở chỗ con quái thú. Chỗ con quái thú rồi. Nào, xuống tiếp nào. Oh my god. Chết rồi, ở đây bà ta đã mở cái bẫy này ra. Không biết có cách nào đó để cho cái bẫy này đóng lại không. Chứ như này thì có thể không thoát được khỏi bằng đường máy bay. Một cái bẫy khá là kinh khủng. Wow, bị bắt luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Start game.
thân cơm ra mà gần đây để tiêu diệt hết. Tìm tất cả khu xung quanh này, tiêu diệt hết những tên cướp, sau đó thì sẽ tẩu thoát khỏi đây. Ở trong này thì không có đèn, cho nên các bạn phải lấy pin và phải tiêu diệt những anh chàng cướp ở trong này. Rất rộng luôn. Như thế và tìm kiếm nha. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. See you near few. Day one. Và tiếp theo này thì các bạn sẽ đi tìm tất cả là 3 căn nhà. Trong đó thì sẽ trả lời từng câu hỏi trong từng căn nhà đó. Và khi hoàn thành được 3 câu hỏi, các bạn sẽ đến điểm cuối cùng. Và cuối cùng thì các bạn sẽ hoàn thành được chốt công an nhiệm vụ này. Oh my god, phí cái này đó. Khi Silen Hill phát hiện các bạn sẽ phải phi trong máy bay này. Lúc đó thì nó sẽ không làm gì các bạn và nó sẽ leo theo chiếc máy bay. Thank you.
để tìm tiếp hai ngôi nhà còn lại. Chỉ còn hai chiếc máy bay thôi, là hai chiếc để các bạn tránh khỏi xin được hiểu. Ok, tiếp tục đi đây. Và mình phi vào chiếc máy bay vào ngay chỗ đường ta đang ở đây. Ngôi nhà thứ hai đang hiện trước mắt kìa. Chỗ này bị ngõ cụt rồi. Mình phải tìm đường thông ra. Như thế và các bạn sẽ tìm ngôi nhà thứ ba và trả lời tiếp câu hỏi như thế. Rồi, ok. Và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.